Ủa? Ủa tại sao con không rửa miệng con luôn? Ủa rửa tay mà xong chứ rửa miệng? Bước vô rửa miệng. Ôi trời, không rửa miệng. Đi đâu ạ? Không rửa miệng là không được ra đường. Không được đi ra đường với bộ mặt như vậy. Bước vô rửa tay và rửa miệng đàng hoàng. Xong. Để mày coi coi. Bị gì? Mày coi coi, sao? Đâu? Trời đất ơi, thấy chưa? Xém chưa? Xém nó tróc móng rồi, thấy không? Rồi đi vô rửa miệng đi. Vô rửa miệng. Dạ, yeah. Ủa sao con gái gì mà dơ vậy? Con gái gì mà dơ vậy? Đi vô rửa miệng. Ôi tự rửa tay sạch quá đi, mày coi cái tay coi. Rồi biết xong thay cái áo nữa kìa. Cái áo quá dơ. Cái áo ăn chocola đen thui. Rồi. Rửa miệng cho sạch sẽ đi. Bây giờ nếu mà được tự rửa miệng được có nghĩa là mình lớn rồi đó. Rồi. Tự rửa miệng đi coi. Rồi mày vô mày lấy cho con cái áo ha. Rồi tự rửa miệng đi. Rồi bây giờ Catboy. Giờ tới Catboy chạy xe vòng vòng nha cô chú nha. Catboy. Trời ơi Catboy giờ đẹp dễ sợ không? Find me a mouse so I can look like that boy in the block and the toes mask. À mua cái mặt nạ với lại cái bao tay với lại cái đồ dài giống như Catboy luôn hả? Uh-huh. Cái mặt nạ để đâu mất tiêu rồi. Còn bao tay với lại bao đồ cái dài đồ này kia con mang không có vừa. No, I won't. Nó nghe nè, Catboy đâu có đeo dây chuyền đâu. No, I can't take it off. À con không mở ra được hả? But I only pull it like this. À vậy hả? Không, Catboy có dây chuyền đẹp hơn. Cái dây chuyền này dây chuyền gì vậy? Yours looks awful. Dây chuyền mẹ mà nhìn awful, cái gì chứ dây chuyền mà đẹp lắm á. Nhưng mà dây chuyền của con là dây chuyền gì vậy? Don't look at it. Không, dây chuyền gì nói mẹ nghe cái. Don't look at it. Dây chuyền tên gì? Dây chuyền tên gì á? Mô gì? Mô gì? Mô. Mô. Mô Phật. No. Rồi rồi. Bữa nay cao lên nha cô chú nha. Cao lên hơi ốm hơn chút nè. Mom, remember that you were not. Làm sao? Làm sao con? Remember sao con? Nhớ gì? Remember the fireworks was right in the sight. And now Audrey was coming and all of my favorites. À hồi bữa bắn pháo bông á hả? Yeah. Hồi bữa bắn pháo bông sao? There's a girl in the herd and I really like her swimsuit. À là có mấy đứa nít tới chơi nữa phong mà rồi con thích cái bộ đồ bơi của mấy chị đó đó hả? Uh-huh. And that one, it was have a pink pants and a blue shirt. À có một cái chị kia mặc cái quần màu hồng, cái áo màu xanh dương, rồi sao nữa? And he was wearing a swimsuit. À cái bộ đồ đó đồ bơi. Yeah. But I was feeling my water and I was feeling my toes in the water. Là sao? It was not cool like the zombies came up. Là sao? The zombies were scared of fireworks in the water. Oh. But Daddy said, no, there's zombies, and Daddy's so funny because he said, the zombies, there's no zombies in the pool. Let me show you where zombies at. Oh, ai nói vậy mà ai nói vậy? Me, Daddy. À, nó nói là ba nó nói là có mấy cái con quái vật ở dưới hồ hả? Ba nó có mấy con quái vật á hả? Yeah, there's no. Ờ đâu có đâu bà, nó quá trời quái vật luôn, nó nói ba mắc cười quá. Ờ đâu có quái vật đâu mà ba nói có quái vật. Ờ ba không đúng rồi, Daddy not right. Mà trên đời này có quái vật không? Mà quái vật là thiệt, có thiệt không ta? Hả, quái vật là có thiệt không hay là giả tạo? Ancient là gì? Ancient means when you sit
the zombies in the pool, then Asians is not really cool. Con nói gì mẹ hiểu mình chết liền hả trời. It's really really bad too. Trời ơi, mình nay chạy xe đạp đâu, chạy xe đạp hay dữ không cô chú. Trời ơi, nay chạy xe đạp quá dữ à. Hồi đầu mùa hè thì chưa biết chạy, chưa biết đạp. Giờ biết đạp mà giờ nó chạy, bây giờ nó đua luôn rồi đó cô chú. Giờ nó chơi giống như là cuộc đua kỳ thú vậy đó. Maybe I push with snow, I mean. Quá luôn, hay ghê. Straight. 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 Not here. Trời ơi, mặc bộ đồ không có ai mặc bộ đồ giờ thứ hai luôn. Mặc cái bộ đồ này về Việt Nam phải không? Hả? Về Việt Nam có ai bên Việt Nam? Mommy, it's in my neck. À, cái cổ hơi bị chật phải không chay, nó không thích mặc cái đồ gì mà gần cái cổ đó nha cô chú nha. Tạo cho nó cái cảm giác là đây nè, mày mở ra cho. Rồi, ok, cho nó thôi. Nó cho dễ thở một chút, ok. Nó tạo cho nó cảm giác mà giống như là nó có ai giống như là siết cổ vậy đó. Nó không có thích mặc đồ gần cổ. Đây nè, mày mở ra cho. Đừng có ngậm cái miệng lại. Hồi nãy giờ bình thường mà. Đó. Rồi, ok. Ủa, tưởng tượng đó, cái đó là đầu óc tưởng tượng đó chứ còn gỡ cái này ra rồi mà. Rồi, ok. Rồi, ok. Rồi mày gỡ ra rồi, mày gỡ hai cái luôn rồi đó. Quá dữ luôn, nữa. Kỳ vậy trời. Gỡ luôn cái thứ ba luôn nè. Rồi đó, ok chưa? Ok chưa? bây giờ là lưng trần trụi luôn rồi à. À, không muốn lưng trần trụi phải không? Rồi rồi, ok. À, cái bộ đồ này hả? Mom, can I wear it to buy it? Là sao? Can I wear the bike? Thôi vậy gửi bộ đồ này về cho Bali đi. For boys, I mean buy for girls. À, cái bộ đồ này cho con gái chứ không phải con trai hả? Yes. À. But can you buy outlet so I can come to Vietnam and see it? À, mẹ mua cho con bộ đồ outlet rồi con mặc bộ đồ đó đi Việt Nam hả? Trời ơi, nói cái chữ Việt Nam rõ dữ ta, nói lại coi. Yeah. Lớn lên. I'm in see. Việc gì? Việc gì? I'm nói đi rồi mẹ cho đi. Việc gì? Thôi không mua luôn, không mua outlet luôn. Mom, yeah, I wanted to go. Go where? Go where? Trời ơi, nó quay đầu, nó không nói cho tôi nghe luôn á. Mom, can I catch him butterflies catching up? Là sao? Thôi vô thay đồ khác nha. Trời đất ơi, bộ đồ nó đâu có bị gì đâu. Mặc bộ đồ này mà nó cột tóc nó cao lên, nó nhìn mắc cười. Nhìn nó như phim Hồng Kông vậy. Mom, can I class in butterflies leaping in shadow? Gì, con có thể bắt bướm được không hả? Bắt bướm mà mấy con bướm mà đang ngủ hả? Nó đang ngủ nó đâu có bay đâu bắt. Hả? Nó đang ngủ nó đâu có bay đâu bắt được nó. Mom, I want to catch the blowing thing. Sorry. À, con đom đóm hả con? À, cái con đom đóm mà màu vàng á phải không? Con nói đi, con đom đóm. Đom đóm. Đom đóm. Đúng rồi. Khó chịu với cổ á. Thôi quẹo lửa đi. Hiện tại bây giờ là cỡ 7 giờ tối cô chú. Mom, somebody's there. Ai? Somebody. I see somebody. Đó, giờ đạp ra tới ngoài đường luôn nè cô chú nè. Từ trong nhà mà. Ê, không được ra đó, ra đây là parking lot. Không có được, không đâu có được, đi qua bên kia anh chị. Trời ơi. Không, đi thẳng. Không, đi đường kia là có con gì đó. Con kiến, đường kia có con kiến. Mommy, no, I want something in there.
không được, quẹo lửa đi đường này nè. Ở đằng kia có một cái người đang chờ con, cho con gì kìa. Chạy lên, lẹ lên đi lại đi đường này, mày cho cục kẹo lại lên. Ôi sao là sao? Ôi giả bộ khóc hả? Không chịu đi đường kia hả? Ôi ơi. Ủa? Đây mẹ coi coi. À đây nè. Con không biết làm đó hả? Mà con nói với mẹ nghe coi, hồi sáng này đi học gymnastics vui không? Thứ bảy đi lần nữa đó nghe. Thứ bảy này đi gymnastics nghe chưa? Phải nghe lời cô giáo nghe chưa? Dạ mẹ. Ồ cái đó cái gì vậy? Lớp hợp là gì? Lớp hợp. Can I play that? Cái gì? Can I play that? Không, cái đó là cái ngọn đèn thôi mà, vô dụng đụng chi. No. Không, cái ngọn đèn ở nhà ta, không phải là mình muốn vô là mình vô. Rồi cái mỏ dính gì nè, nhỏ dính gì. Ta coi cái miệng dính gì à? Chu miệng ra mày coi cái miệng dính gì. Làm gì à? Nó khó chịu cái cần cổ lắm. Nếu đã xem nhau như cả cuộc đời, yêu bình yên thôi, yêu mãi muôn đời. Không có ai luôn chạy vòng vòng sớm, không ai luôn á chơi. Mọi người đi đâu hết rồi chơi? Mọi người đi đâu hết rồi? Cô chị shopping. À đi shopping hết rồi hả? Đi shopping mua gì? A toy feather. Mua gì? A toy feather to snack. Cái gì? Không, nói đàng hoàng, nói gì mày không có nghe. Toy feather hả? Toy feather so it can stand on my toe. Ồ vậy hả? Yeah, but it's a wall, so it's a wallpaper. Wallpaper là gì? Wallpaper. Trời ơi, tự nhiên cái bà đó bà cười, bà hết hồn luôn chị. Con hết hồn chay? Yes. Con nói đi, hết hồn hả? Hết hồn nè. Không phải hết hồn hà. Nói đi. Không dạ. Không á à. Hà. Hết hồn hà. Mommy, you can put on your nose. Put gì? You can put on your nose. You can put on your nose. Mommy. Thôi đi về coi ba về chưa? Ha, con muốn đi trên đá không? Ừ, đi lên bước trên đá đi. Trời ơi, cái quần đó, cái đít quần đó nó bị chai luôn rồi kìa chay kìa. Rồi, giữ thăng bằng, đi. Đó, một cục đá, hai cục đá. Đúng rồi, cái này mới đúng là cat boy nè. Con còn thích PJ Masks không? Chay chay cái bông này hình như dưới quê mẹ ngày xưa có này chay nè. Qua tới Mỹ luôn đâu mà qua tới Mỹ luôn rồi ta. Mom, let's see if there's animals in here. À, mình làm bộ tưởng tượng là ở trong đó có những con thú ở trong hả con? Thú gì ta? Trời ơi, con cái đít kìa, sờn hết rồi kìa. Bộ đồ này giặt biết sờn rồi. Cái gì vậy? À, nó chết rồi, mấy cái con trùng rồi này kia nó chết rồi, đâu có gì đâu con. Can you catch it away? Ủa nó nằm đó kệ nó, mắc mới gì kia mày đụng vô, con đụng vô đi, đúng rồi. He's too scared. Trời ơi, con vô lý không? Ủa mà này đâu phải con gì đâu, này là cái hoa mà. Này là cái hoa này con nè. Cái hoa này con. Nè cái hoa này. Đâu có gì đâu, nó chết rồi, đâu có gì. Rồi bây giờ nè, cái ngay cái cột này đẹp nè, làm một tấm chụp hình cái coi. Làm một tấm chụp hình cái coi, tạo nét coi. Làm bộ như mình đang đi du lịch vậy đó. Khung cảnh này giống như mình đang đi du lịch nè, rồi, làm kiểu chụp hình coi. I'm stepping on the flowers. Biết rồi nhưng mà làm kiểu chụp hình coi.
làm kiểu chụp hình cũng mà trợn lè lưỡi trợn mắt rồi lên rồi làm ớn ăn nè té này trời ơi trời ơi nắm tay con hoặc mẹ ơi nắm tay con đúng rồi đúng rồi đúng rồi thấy chưa con thấy cái gì cũng vậy là tạo kiểu chụp tấm hình tạo kiểu chụp tấm hình lẹ lên à chu đích vậy hả cứ đập cho bây giờ á ủa bỏ xe luôn hả nè nè ăn đá nè à có màu trên cục đá hả con nói đi cục đá đúng rồi hả trời ơi đất thơm hả con nó đưa cái cuối cái đầu nó xuống nó nhõng đít nó lên nó hửi nó nói đất thơm thơm mùi gì đất thơm mùi gì mà đất thơm mùi gì chu đồ hả nó xàm đó mai thứ mấy ta mai thứ năm hả chị ủa nay thứ năm mai sáu trời ơi mới đi hết tuần nữa rồi chị thấy em chị hết một tuần nữa rồi chị mẹ ơi sao hồi nãy mày chỉ sao mẹ ơi tới tiếng Việt sao mẹ ơi sao nắm sao nắm tay ai mẹ thôi nắm tay chay đi nắm tay chay đi đúng rồi mẹ ơi nắm tay đi thôi mom it's so stinky in here trời đâu có mùi gì đâu mẹ đâu có nghe thúi gì đâu mùi gì đâu thúi trời ơi bị chê mát con xăm cái gì dữ vậy ta it's the booty con này nó ăn đập á nó trợn it's the bubble what the circle it's a circle đây trời có con gì dí chạy kìa chạy lên cái con gì đằng sau dí con kìa chạy lẹ lên I got you I tricked you bị mẹ dụ liu 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 la 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 bu bu liu liu somebody's behind you no you tricked me somebody a bro behind you ai đằng sau lưng mẹ hả yeah Trời đất ơi, nó dụ tôi. Again. Thôi không ở again nữa. Again. Đi về nhà coi ba về chưa kìa. Nãy ăn cái đó ngon không con? Nãy ăn cái đó ngon không? I like the chocolate. Đi. Mom, it's so hot. Rồi đi về thay đồ khác đi. No, đi con. Đi về thay đồ khác. I can't go fast. Ok. Đi về thay đồ khác. Mommy, I want to go fast. Ok, mẹ con muốn mày đẩy con phải không? Rồi thôi bye bye cô chú ở đây đi. Bye bye. Lay lay. Bye bye ai? Bye bye lay lay. Bye bye lay lay là ai? Bye bye cô chú. Bye bye cô chú. Chúc cô chú. Cô chú. Quán tổ. Quán tổ là gì? Sợ dễ sợ. Chúc cô chú ngủ gì? Đi 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 nó quán tổ. Nó xàm dễ sợ. Thôi no, bye bye. Bye bye cô chú đi. Bye bye cô chú lạc ra. Nó xàm. Tới giờ nó xàm. Lâu lâu lâu.